Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 6: Các số có nhiều chữ số. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về và bài tập toán 4 sách cánh diều của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em gõ từ khóa và bài tập toán 4 cánh diều Thành Đô Vlog. Trước hết là các em làm bài tập số 1 câu E. Hãy đếm thêm 1 triệu. Từ 1 triệu đến 10 triệu. Rồi chúng ta cùng đếm. 1 triệu. Ở đây 1 triệu. Các em viết số 1 và viết thêm 6 chữ số 0 ở đằng sau. Ta có 1 triệu. Đếm thêm 1 triệu là 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. 10 triệu các em viết số 10, triệu thì các em viết thêm 6 chữ số 0 vào đằng sau. B. Hãy đếm thêm 10 triệu, từ 10 triệu đến 100 triệu. 10 triệu ta gọi là 10 triệu. Đếm thêm 10 triệu ta được 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu, 90 rồi đến 100, 100 triệu. 100 triệu thì em viết 100. Triệu các em viết thêm 6 chữ số 0. 100 triệu. C. Hãy đếm thêm 100 triệu. Từ 100 triệu đến 1 tỷ. 100 triệu. Đếm thêm 100 triệu. Ta được 200 triệu. 300 triệu. 400 triệu. 500 triệu. 600 triệu. 700 triệu. 800 triệu. 900 triệu. 900 triệu đến 100 triệu thì 100 triệu chính là 1 tỷ. 900 triệu đến 100. Số 1000 chính là 100. 100 triệu thì các em viết thêm 6 chữ số 0 vào đằng sau. Như vậy là 100 triệu là 1 tỷ. Số 1 tỷ có 9 chữ số 0. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2. A. Đọc các số sau. Cách đọc thì các em tách 6 chữ số 0 ra. Các em đọc là 2 triệu. Rồi tương tự chúng ta có 5 triệu. 40 triệu. 600 triệu. Câu B, viết các số trong bảng sau rồi cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0 bằng cách điền vào chỗ chấm. Đọc số 80.000. Viết số 80. Nghìn thì em viết thêm 3 chữ số 0. Như vậy số này có 5 chữ số. 1 2 3 4 5, 5 chữ số. Trong đó có 4 chữ số 0. Số chữ số 0 là 4. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video. Các em làm trước rồi tính nháp. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi tiếp theo. 60 triệu. 60 triệu thì các em viết thêm 6 chữ số 0. Số này có 8 chữ số. Trong đó có 7 chữ số 0. 32 triệu. 32 triệu thì các em viết thêm 6 chữ số 0. Số này có 8 chữ số. Trong đó có 6 chữ số 0. 4 triệu. 4 triệu thì các em viết thêm 6 chữ số 0. Số này có 7 chữ số. Trong đó có 6 chữ số 0. 500 triệu. 500
triệu thì em viết thêm 6 chữ số 0. Số này có tất cả là 9 chữ số, trong đó có 8 chữ số 0. 240 triệu, 240 triệu, em viết thêm 6 chữ số 0. Số này có 9 chữ số, trong đó có 7 chữ số 0. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Các em điền số thích hợp vào ô trống dưới mỗi vạch của tia số. Rồi ta có 1 triệu, 2 triệu. Như vậy là đếm thêm 1 triệu, 2 triệu đến 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 10 triệu. Cách một ô đến 30 triệu, như vậy ô này là 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu, 60 triệu. Bài tập số 4, nói cho bạn nghe giá bán của mỗi đồ vật sau. Máy tính xách tay có giá là 21 triệu đồng. Tủ lạnh có giá là 12 triệu đồng. Máy giặt có giá là 9 triệu đồng. Ô tô có giá là 650 triệu đồng. Rồi các em trả lời. Máy tính xách tay có giá là 21 triệu đồng. Máy giặt có giá là 9 triệu đồng. Tủ lạnh có giá là 12 triệu đồng. Ô tô có giá là 650 triệu đồng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.